Xin chào mọi người, cái video này mình sẽ nói về BTC, BTC và BTC. Ngay bây giờ là 9 giờ 50 phút sáng ngày 23 tháng 5 năm 2024. Rõ ràng cho tất cả những anh em đăng ký tín hiệu thì bạn phải lên cái nền tảng X, lấy cái tên của thằng cu này, dán vô trong đây bạn có thể tìm được mình để bạn biết những cái gì bạn đang làm cho bạn ok và gửi qua cho bạn. Sau khi mình nhắn là mình sẽ gửi cho bạn 20 phút nhớ để ý. Nó có thêm một cái tin nhắn nữa là nói là tín hiệu đã gửi. Thì sau bạn thấy khi sau khi bạn thấy tín hiệu đã gửi thì bạn có thể vô để kiểm tra cái tín hiệu trong cái hộp thư của bạn. Lúc mà bạn thấy nó nằm trong hộp thư của bạn, ok, nhiều lúc bạn phải đợi khoảng có 5 phút nữa bạn mới coi được. Ok thì bởi vì mình mới upload lên trên YouTube và gửi thẳng cái link đó cho bạn. Ok. Giá của BTC ngay bây giờ là 69.400 Và trong cái video này là một cái video quan trọng Vừa rồi, những con giá mình nói sống số 5 số sẽ đạt được 72, 73.800 Càng ngày như vậy, nghe cái con giá 72, 73 và 77 Càng ngày như vậy, mình cân nhắc là cái phần trăm càng giảm Có nghĩa là làn bạc là, sống là, số 5 số sẽ không được diễn ra Ngày sóng số 5 sẽ không được diễn ra, càng ngày càng ngày. Nhưng mà để xác thực sóng số 5 sẽ không được diễn ra rơi vào những con giá này thì rõ ràng vẫn vậy không thay đổi là nó rất dưới con giá là 64.350. Có xảy ra hay không trong những cái giờ tiếp theo thì trong cái video này mình sẽ cân nhắc kể tiếp tục. Đây là cái cái BTC cho cái khung ngày. Nhớ cho tất cả những người nào mới tham gia thị trường thì rõ ràng bạn phải nhắn cho nhân viên. Lấy 5, 10, 20 tập, 20 tập, 100 tập vừa rồi. Quay lại thời gian coi những cái video đó để lấy ra những cái kiến thức được lực loan tỏa không như vậy để xác thật cái tín hiệu vừa rồi. Mình cung cấp cho cộng đồng nó có chính xác hay không. Phải xác thật. Ok. Thì vừa rồi là lúc mà giá nó lên tới cái vùng 73.800 cũng đã cân nhắc. 73.800. 74.500 và thêm một con số nữa là cái vùng mình nói nó sẽ đóng băng và đi ngang, ngay đi ngang. Mình cảnh báo cho bạn từ 2 tới 3 tuần trước trước khi nó đi ngang. Ok và cái vùng từ con số 3 tới số số 4, ok là cái vùng là mình nói nó chán nản chán nản chán nản ở trên đây, ok, chán nản. Ok, chán nản, chán 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 nản chán nản chán nản. Chứ không phải là không thì vừa rồi là nó khá là chán nản. Nhớ sống số 4 vẫn suy nghĩ là sóng số 4 không có kết thúc ở đây. Sóng số 4 vẫn còn đang được diễn ra. Nha, đang được diễn ra bởi vì sao? Nếu mà nó tiếp tục leo thang, ok, năm sóng được diễn ra, sau đó mình có ba cái sóng hồi thì mình mới dám khẳng định là sóng số 4 kết thúc ở đây với cái vùng con giá là 56.600. Nếu nha, 5 sóng được diễn ra, có nghĩa là cái sóng số 5 này được diễn ra, sau đó nó có 3 cái sóng hồi rồi sau đó tiếp tục leo thang thì mình mới dám khẳng định là sóng số 4 kết thúc ở đây. Còn không có thì vẫn số 4 vẫn có thể xảy ra chứ không phải là không. Nhưng cái con giá đầu tiên rõ ràng là sóng số 4 diễn ra nếu diễn ra thì nó sẽ rơi vào cái khung 55.000 cho tới 50.800. Nhớ giữ được trên 50.800 thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang, ok? Giữ được leo thang và đây là cái chống lần 999 99 của BTC. Ok. Thì đây mình nhảy vào cái khung giờ. Đây là cái khung 1 giờ. Thì vừa rồi là mình đang track là những cái sóng này đi lên đúng không? Đây là sóng 1, sóng 2. Ok. Đây là những chuyện cũ mình lập đi lập lại, sóng 3. Và sóng 4 nó có nguyên một giai đoạn như vậy, sóng 4 miễn sao. Sóng số 4 chống được trên 64.350. Ok thì mình mới có sống số 5 rơi vào cung giáp 72, 738 và hơn nữa, và hơn nữa và hơn nữa. Ok và hơn nữa. Nhớ đây chỉ là sóng số 3 lớn thôi nha, số 3 lớn thôi, số 3 lớn thôi. Sau đó mình vẫn còn là gì? Sau đó mình vẫn còn sống số 4 lớn. Số 4 lớn đúng không? Ba sóng hồi sẽ tạo sống số 4 lớn. Và sau đó là mình có sóng số 5 lớn rơi vào cái khung giá là 75 à, 85 86, 90 cũng giống như cái khung ngày mình đã cân, cân nhắc cho bạn rồi ở đây. Và cái khu vực này là cái khu vực gì? Bán, 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 bán và bán, bán. Ok. Nhưng càng ngày như vậy, ngay cái vừa rồi, tại sao là mình suy nghĩ là dựa theo cái khung ngày á, cái rõ ràng, cái khung ngày thì lúc nào nó cũng chính xác hơn cái khung giờ. Thì vừa rồi á, cái đáy của sóng số 4 nó không có dày dặn cho máy nó không phải có tạo một cái base là gọi là tạo một cái móng thì bởi vì vậy đó là cái suy nghĩ là tại sao mình nghĩ số 4 chưa có kết thúc nghe chưa chưa kết thúc nó sẽ xảy ra ở vùng này lý do thứ hai là mình chưa có năm sóng đi lên và sau đó là ba sóng hồi ba sóng hồi nghe mình chưa có những chuyện đó xảy ra bởi vì vậy nha, cái suy nghĩ là sóng số 3 vẫn có thể xảy ra. Lý do thứ ba tại sao mình nghĩ sóng số 4 vẫn có thể xảy ra trong tương lai. Bởi vì là cái sự đi lên vừa rồi, nghe từ con giá 56.600 đi lên, thì ở đây nó không có những sự mạnh bạo cho máy. Biết là nó có một cây nến xanh, hai cây nến xanh, ba cây nến xanh. Nhưng gọi là về sự mạnh liệt. Ok. Ok thì không có cũng giống như cái giai đoạn ở đây ok cũng giống như giai đoạn ở đây ok nó không có mạnh liệt giống như những cái giai đoạn ở đây bạn có thể thấy ok nó rất là mạnh liệt còn ở đây thì nó cũng gọi là Ta ta lên một hồi hồi xuống lên một hồi nghỉ ngơi rồi lên tiếp ok thì bởi bởi vì vậy nghe bởi vì vậy cái suy nghĩ là là nó có thể nó có thể là nó có thể nghe sống số 4 vẫn có thể vẫn có thể sập xuống cái vùng này xin lỗi bạn mình đang ở một cái chỗ nó hơi bồ hơi ồn ào ok thì nhưng mà để xác thực sóng số 4 sẽ rơi vào cái vùng này á cái con giá mà khẳng định cái điều đó là 64.350 64.350 sập dưới 64.350 ok dập sập dưới 64.350 okay. 64 ok thì thì nó cái đó là cái tín hiệu đầu tiên nó nói lên cho bạn cái câu chuyện là sóng số 4 sẽ xảy ra cái vùng này nhưng nhớ nếu mà sập dưới con giá này nghe sập dưới con giá này thì nó còn thêm một cái chống lưng nữa là cái chống lưng này nghe chống lưng này ok nhớ là cái chống lưng này 58.350 nghe 500, 350 về cái chống lưng này tại sao sống số 2 đã uh, xảy ra ở đây thì vừa rồi mình đã cân nhắc rất nhiều lần rồi. Nếu tất cả mọi thứ leo thang, ít nhất là sóng số 5 được diễn ra. Ít nhất là sóng số 5 được diễn ra ha. Ít nhất là sóng số 5 được diễn ra. Ok. Nếu mà sóng số 5 được diễn ra, thì mình có thể dán sóng số 2 ở đây. Nhớ cho để một cái trend. Nghe cho một cái trend. Cho một cái trend đó đó. Xuống để trở thành lên. Để xác thực cái trend từ xuống đổi thành lên, từ xuống đổi thành lên thì mình cần năm sóng đi lên. Năm sóng đi lên đã xảy ra ở cái vùng này, năm sóng nhỏ tạo một sóng lớn. cái okay? đã xảy ra. Và cái cái thứ hai nó phải xảy ra để cho cái trend nó tiếp đi lên là sau khi năm sóng đi lên thì mình cần ba cái sóng hồi, đây là 1 2 3. Ba sóng hồi có thể dán ở đây. Nếu mà sóng số 5 được diễn ra, nghe sóng số 5 được diễn ra rơi vào con giá 7273. Và sau đó ba sóng hồi. Còn không có thì sóng số 2 sẽ được dời qua bên này. Từ sóng số 2 đây sẽ được dời qua bên đây. Có nghĩa a ba sóng hồi ABC ở đây. Nó không phải ở đây. mà Nhưng mà nó ở đây. Nó là A ở đây. B là đầm nằm ở đây. Đúng không? Và C thì nằm ở đây. ABC. B đây. B đây. Nằm C vào đây. Và ABC như vậy thì nó sẽ rơi vào cái khung giá này. 68.000. 60.800. 69.800. 58.350 để cho cơ hội sóng 2 có thể xảy ra ở đây và sau đó sóng 3 mới xảy ra, sóng 3 mới lên lại cái vùng 72, 73 vân vân và vân vân. Thì đây là một cái chống lưng, nó có thể bay từ đây lên luôn cũng được hoặc nó có thể rơi xuống và nếu mà để về đếm sóng thì đây là A, B, C sóng số 2 xảy ra ở đây. Chống được ở trên 58.350 thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang lên lại. Còn chống không được ở cái vùng này đúng không thì có nghĩa rằng á sóng số 4 chưa có kết thúc và có nghĩa rằng á w x and y sẽ xảy ra đã sóng số 4 kết thúc ở cái vùng này rồi sau đó mình mới có sóng số 5 lên tới cái vùng khu vực này thì một là nó lên luôn ngay bây giờ đúng không hai là nó rơi tới cái khu vực này đã rồi nó mới mới lên nó mới lên sóng số 3 nó lên sóng số số 5 nghe số, số 5 là xanh này cái số 5 xanh này ok và nhớ là đây mới là cái chống lưng thiệt sự quan trọng nhất rõ ràng trước ở đây là mình có một cái chống lưng con giá quan trọng vẫn vậy không thay đổi là con giá 64.350 rất dưới cái chống lưng này sẽ rơi vào cái chống lưng này của con giá là 58.350 rất dưới cái chống lưng 58.350 ok thì mình mới rơi vào cái chống lưng cuối cùng của nó là 55 và 50. Ok. Ok, giữa hai con này mình có 54, 53 rưỡi. Ok. Rõ ràng. Đây là cái cơ hội cuối cùng của sóng số 2. Nếu rất dưới con giá 58.350 thì nó không phải là sóng số 2 nữa rồi. Ok. Nó không phải là sóng số 2 nữa rồi. Mà đã cân nhắc trong bao nhiêu cái video tín hiệu vừa rồi chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Đây. À, hơi khó coi đúng không? Ok, đợi, đợi chút xíu. Ok. Đây. Rớt dưới 58.350. Thì nó... Ok, too deep for wave 2. Có nghĩa là quá sâu của sóng số 2. Quá sâu của sóng số 2 rồi. Ok. Nếu mà rớt dưới con giá 58.350. Ok thì cái đầu tiên mình đã vẽ sẵn cho bạn là ở đây ok rõ ràng là giá, giá, thường xuyên nó hay thay đổi nha gọi là không phải thay đổi mà gọi là lúc mình chỉnh sửa ngay bây giờ giữ được 64.350 thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang lên cái vùng 72, 73 và hơn nữa. Rất dưới con này, đây mũi tên chỉ xuống thì nó rơi vào cái khu vực này. Ok. Đây là cái chống lưng trực tiếp kế tiếp 58.350 thì tất cả mọi thứ vẫn có thể quay đầu đi lên lại nhưng mà rất dưới con này, rất dưới con này thì nó sẽ rơi vào cái khu vực này luôn rồi, 55 55 cho tới 50.800 cũng giống như cái khung ngày, không có gì hết, đúng không? Thì chủ yếu đây là một cái chống lưng, đây là chống lưng trực tiếp, đây là chống lưng thứ hai để sóng xoay có thể xảy ra, không có nếu chống không được thì nó sẽ rơi vào cái chống lưng cuối cùng của nó, đây là cái chống lưng cuối cùng của nó. 55 cho tới 50.800. Cái okay. Hồi nãy mình có nói cho bạn ba cái lý do đầu cái video tại sao mình nghĩ là sóng số 4 không xảy ra. Ở đây mình lặp đi lặp lại trong một lần nữa. Nếu mà sóng số 4 kết thúc ở đây và sóng số 5 xảy ra luôn á thì về cái 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 móng ở cái trước khi nó bay thường thường nó sẽ tạo một cái móng và cái đây là cái gọi cái, cái móng nó không có, không có cho máy nó không dày dặn cho máy. Cái thứ lý do thứ hai là cái sự bay bổng vừa rồi nó không có một sự mạnh bạo ở đây, không có một sự mạnh bạo ở đây. Lý do thứ ba là ngay đến ngay bây giờ mình cũng chưa có năm sóng xảy ra mình chưa có ba sóng hồi thì bởi vì vậy bởi vì vậy nghe nó có thể sập lại bất cứ lúc nào cẩn thận cẩn thận và cẩn thận ngay vừa rồi mình có vẽ cho bạn thêm một cái đường chỉ là cái đường chỉ này và mình có thể đổi đây là một hình tam giác vừa rồi nó phá vỡ hình tam giác bay lên giữa hai vành đen đường chỉ mình vẽ vừa rồi cho bạn là đường chỉ màu vàng và mình xin phép sẽ đổi nó thành màu đen cho dễ coi thì bạn có thể thấy là một 1, 2, 3 nó đã va chạm 3 lần bạn có thể sử dụng nó và bạn có thể thấy là khung ngay ngay bây giờ nó đang nghỉ ngơi ở cái vùng này nếu mà nó rớt dưới cái vành đen này á, nó rơi vào con giá ngay bây giờ là 69.500 đúng không thì cái điểm kế tiếp nó sẽ đắp cánh xuống là đâu khoảng 67.000 67.200 là cái đỉnh vừa rồi nghe đây là những cái cái kháng cự vừa rồi là mình bò lên thì bây giờ rớt xuống là mình dùng nó giống như chống lưng rớt dưới vành đen này ok thì nó rớt đâu khoảng cả 2.000 đô tới cái vùng này rồi sau đó là mình sẽ đưa tất cả những cái con giá này ngay bây giờ bạn có thể thấy là nếu nó rớt xuống 67.200 thì nó rơi vào cái con giá chống lưng của mình thôi 67.150 nè chứ không có gì hết nha nhưng nhớ nó rớt dưới cái khung này á nó rớt dưới cái khung này thôi nha rớt dưới cái khung này thôi thì có xác suất cao xác suất 55% sau quay lại cái vùng này. Ok, mình phải đi từng ngày. Nhưng con giá vẫn vậy. Nghe, vẫn vậy là nó vẫn là cái con giá 64.300 nương. Rất dưới con giá 64.350 thì tất cả mọi thứ sẽ rơi vào cái chống lưng thứ hai để chứng tỏ nó. Chứng tỏ không được. Rất dưới con này, rõ ràng, thì mình sẽ trải nghiệm cái chống lưng cuối cùng. Thiệt sự dài hạn ngắn hàng thì nó xuống thì mọi người sẽ không thích nhưng mình rất là muốn nó rơi tại cái khung này thêm một lần nữa để mình lui chiếc xe tải lại để mua nhớ nguyên cái khung khung này từ 61.800 cho tới 50.800 mình cân nhắc cho bạn hai tháng trời đây là cái khung mua vô mua vô thì mua vô từ từ càng rớt thì mình mua càng nhiều rớt tới xuống 6 cho một ví dụ rớt xuống 61.800 mình mua 100 đô rớt xuống cân giá này mình mua 500 đô rớt xuống con giá này mình mua một 500 000 đô thì nó là vậy Ok có nghĩa là càng sớm xuống bạn tăng cái phần trăm mua lên miễn sao giữ được trên 50.800 thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang Ok mình có ghi bài thông tin xuống mình coi thì mình có bỏ lỡ một cái thứ gì không không có thì mình xin phép kết thúc Ok nghe sóng số 4 Ok mình vẫn còn nghĩ là sóng số 4 chưa có kết thúc bởi vì sao bởi vì cái móng của nó không có dài dạng ok bởi vì vậy mình nghĩ sóng số 4 sẽ vẫn có thể có có một phần trăm nào có thể đáp cánh ở cái vùng này ok vừa rồi cái sự bay bổng của nó không có giống như những cái đợt vừa rồi cũng giống như ở đây bạn có thể thấy nghe nghe nó không có sự bay bổng cho máy à, và để chứng tỏ nó để cho một cái trend đúng không để cho một cái trend để cái là đổi hướng mình cần năm sóng đi lên ba sóng hồi một hai ba từ ngay bây giờ nhìn trong cái khung ngày á khung ngày đúng không mình chưa có đủ năm sóng chưa có đủ năm sóng thì nó có thể sập lực, bất cứ lúc nào. Nhớ là sau khi nó có sóng số 5 đúng không? Thì mình sẽ có cái gì? Mình sẽ trải nghiệm ba cái sóng hồi, mình nghe ba cái sóng hồi của sóng số 4 ba sóng hồi. Năm sóng đi lên ba sóng hồi thì mình mới dám khẳng định sóng số 4 kết thúc, còn ngay bây giờ chưa có, chưa có chuyện đó. Và nhớ nếu mà nó tiếp tục leo thang như vậy, nha, tiếp tục leo thang như vậy để cân nhắc luôn, tiếp tục lên thang lên tới cùng giá 72, 73, 76. OK, lên tới có thể 85, 86, 90. Có thể là nó sẽ theo, có một phần trăm leo thang tới cái vùng này, rồi sau đó cái phần còn lại của cái mùa hè này á, là nó sập xuống, là một mùa hè chán nản và mình sẽ cân nhắc nó ở đây luôn nha. Đây, summer, OK, summer, OK, đây, boring, chán nản, chán nản đúng không? Chán nản. Ok. Nhớ là đừng có quên bắt đầu cái sóng số 3 này thôi là mình cân cân nhắc cho bạn chán nản, sau đó mình cộng thêm cái vô thêm một cái một cái cân nhắc nữa là chán nản. Ok. Đầu sóng số 3 này thôi là mình đã cân nhắc cho bạn rồi. Ok chứ không phải là không. Thì bây giờ xác suất nếu nó cắn được con những con giá 72, 73 và hơn nữa thì nó có thể một ok đáp cánh ở cái vùng này trong những cái ngày và những cái tuần tới đây. Và sau đó cái phần còn lại của cái mùa hè này á, nó sẽ sập. Bởi vì vậy nó sẽ là rất là chán nản. Nha. Mình cân nhắc bạn ở đây có nghĩa là không phải là mình không cân nhắc. Tất cả những thứ nó nằm trên màn hình này, nó có lý do tại sao nó nằm trên màn hình. Ok, nhớ là vậy. Còn gì nữa ta? Ok. Sống số 4 nếu nó rơi lại, ok thì nó rơi vào những con khung khung giá này đúng không? Ok, bạn có ba cái trong lưng, chống lần số 1, chống lần số 2, chống lần số 2 và chống lần số 3 để nói lên câu chuyện đó. Okay. À, những người nào mới bước vô coi hai bài tập vừa rồi, năm tập vừa rồi ít nhất okay, để bạn hiểu cái câu chuyện. Okay. À, đã cân nhắc rất dưới vành đen này nghe bây giờ nó đang nghỉ ngơi trong cái vành đen này khung ngày nè rất dưới vành đen này thì nó sẽ thử nó rớt sau khoảng cả 2.000 đô để nó thử cái con giá 72 000 ngày 72 ngàn 200 là cái đó là cái trống lưng gì và các bạn có thể thấy cái đó là trong lần thứ hai ở cái vùng này thôi chúng mình hết nha ok à, nhớ sóng số 5 vẫn có thể xảy ra nha sóng số 5 này vẫn có thể khung ngày vẫn có thể xảy ra vẫn có thể xảy ra miễn sao là nó giữ được trên những con giá này giữ trên con giá này thì 75.000 đang nằm trên bàn giữ trên con giá 64.000 ok 64.350 thì con giá 85.000 đang được con giá 85.000 xin lỗi bạn. Con giá 85.000 đang nằm trên bàn. Nha, 85.000 đang nằm trên bàn. Nếu giữ được con giá giữ trên nằm trên nha, 64.350. Ok. Còn không có sập dưới con này. Sập dưới con này. Đó sập nguyên cái chống lưng này luôn thì ABC được diễn ra thôi chống dễ. Đây là A. Tất cả những cái sự bay bổng vừa rồi nó là B, B nhỏ, và sau đó là nó rơi vào C C nhỏ C nhỏ rơi vào cái khung giá này nhớ A nhỏ và C nhỏ và B nhỏ đừng có lẫn lộn nó với A lớn nha nó khác nhau nó khác nhau không hiểu coi là những cái tập vừa rồi cái đã nhắc nhở 100 lần rồi chứ không phải là một lần trăm okay. 64.350 khẳng định sự sập xuống cái vùng chấm lần kế tiếp ok ok nhớ là mình đã có cân, cân nhắc lạng hoạn ngay bây giờ ngồi đây nói chuyện với bạn thì lạng hoạn là cái vùng này không chống được nghe xác suất cao có thể nó sẽ thử thách tới cái vùng này lần ok vùng này chống không được thì rõ ràng bạn cũng đã biết nó sẽ rơi mũi tên này rơi tới cái vùng này lần ok thì nó là vậy ok ngồi đây ok ngay bây giờ dựa theo những gì nó xảy ra trong những cái giờ tiếp vừa rồi Ok, thì câu chuyện đã đổi lạng quạt. Nghe lạng quạt nó sẽ sập tới cái vùng này. Sống số 4 diễn ra. Cẩn thận, cẩn thận. Ok, mình sẽ nhớ tín hiệu. Sẽ nó sẽ chuyển đổi hàng giờ và mình sẽ cập nhật. Chừng nào nó thay đổi thì mình phải cập nhật cho bạn thôi. Nghe, chứ đây là mình gọi là nó không phải là dựa theo cái 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 mình thích nó đi đâu. Nhưng dựa theo những gì mình thấy trên bàn ngay bây giờ. Trên bàn ngay bây giờ dựa theo trên bàn ngay bây giờ. các vẫn vậy giữ trên con giá 64.350 đây là những con giá nó sẽ đẹp, nó sẽ cắn trước sau đó nó sẽ lên tới cái vùng 85-86 lận còn giữ không được ngay giữ không được giữ không được ở trên con giá này thì nó sẽ sập tới cái vùng này lận ok cân nhắc cân nhắc ok lặp đi lặp lại rất nhiều vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này cái vùng này nó cố gắng đi lên lại bạn có thể thấy trong số 5 cố gắng đi lên tới cái vùng này nhưng bạn có thể thấy là nó có dây dư thôi vừa rồi nó sập dưới con giá là bảy chục bốn trăm mấy nè và có vẻ là nó nằm ở dưới đó thôi nằm nó nằm ở dưới cái khung này thôi nằm trên con giá 69 thôi nghe cho nó không lên lại được thì đó cũng là một cái lý do chi tiết tại sao là mình nghĩ là nó sẽ hồi và cái hồi kế tiếp là tới cái vùng này ok xác suất cao là vậy ok còn nếu bạn chuẩn bị những giờ tới đây bạn có thể thấy là nó bắt đầu đi lên lại đây là cái số 1 này lúc nó lên lại số 1 chứng tỏ câu chuyện là sống số 5 được diễn ra số 1 nè ok con giá 70.436 cắn cái đỉnh vừa rồi của nó rơi vào con giá 71.900 số 2 để xác thực là những con giá này nó sẽ được diễn ra có nghĩa là sống số 5 thì lúc nào nó cũng phải cao hơn sống số 3 này hết vì bởi vì vậy sau khi nó cắn cái vành vàng này thì mình biết là nó đang được diễn ra sống số 5 được diễn ra chừng nào nó cắn vành vàng vành vàng ok, cái còn chưa cắn vành vàng thì xác suất là sống số 4 sẽ được diễn ra rơi vào những cái khung giá này vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này um, ok cảm ơn cảm ơn và cảm ơn tìm được kiến thức ứng uh, uh, bạn tìm được kiến thức ở bên dưới nếu tín hiệu của mình ở bạn của mình giúp bạn chốt đơn ghi chữ chốt 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 tín hiệu của anh đen giúp mình chốt đơn ở bên dưới tín hiệu chuẩn chuẩn thì ghi tín hiệu của anh đen cực kỳ chuẩn bên dưới nhớ bởi vì sao sau khi một tuần hai tuần trôi đi thì mình sẽ mở khóa cái tín hiệu này lên cho cộng đồng người việt nam những người nào chưa tham gia nền tảng người ta có thể lấy được những cái kiến thức những cái suy nghĩ những cái tính toán mình đang chia sẻ cho bạn nghe bây giờ Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn. Xin chào.